là các bạn hỏi tôi rằng là em nên chụp máy full frame hay là máy crop. Tôi không phải là cái người đi soi từng pixel một rồi tìm những cái sensor là nó có vấn đề gì, vấn đề tôi phải là người như vậy. Xin chào các bạn, hôm nay mình phải trả lời một câu hỏi mà gần như nó mang tính opinion, tức là ý kiến nhiều hơn là một cái fact, một cái câu trả lời tuyệt đối đúng sai. Là các bạn hỏi tôi rằng là em nên chụp máy full frame hay là máy crop. Sự thật nói đối với tôi, bạn tôi là photographer, tôi theo cái nghĩa là tôi chụp hình tôi rất là quan trọng tới cái nội dung của mình và cho tôi chụp thương mại, nên là đối với tôi là tôi rất là quan trọng khi nhìn cái LCD của mình, cái màn hình của mình, và tôi đánh giá nội dung của mình. Cho nên đó là để trả lời cái đó thì trước tiên tôi hỏi bạn, tôi trả lời cái này cái đã, là tôi ít có quan trọng đến cái vấn đề full frame hay là macro, là vì chúng ta chơi nhiếp ảnh, chúng ta chơi cái hình đó, tôi không phải là cái người đi soi từng pixel một rồi tìm những cái sensor là nó có vấn đề gì, vấn đề tôi không phải là người như vậy. Cách đây không lâu tôi có làm một cái marketing cho một cái nhà sản xuất máy hình. Sau khi tôi trải nghiệm máy hình nó khoảng 2 tuần, họ yêu cầu tôi phản hồi về cái chức năng máy hình của họ. Thì phần lớn tôi dùng những ngôn ngữ bình thường, tôi không dùng những ngôn ngữ như là độ này, phân, tôi không dùng mấy cái từ đó, tại vì mình photographer máy chuyện của mình. Cho nên là tôi không có quá sân si cái chuyện đó. Tôi vẫn quan tâm đến cái việc là cái nội dung, cái hình của mình chụp. Thì tương tự với cái chuyện mà độ crop hay là full frame, sẽ có cái chuyện kế tiếp là tôi giải nghĩa thêm cái vụ tại sao tôi chơi hình. Là vì tôi chụp hình đó bạn, các bạn cũng hay hỏi tôi một câu, tôi hay chế giễu và tôi cười, tôi nói là hỏi mấy đó mệt quá, thậm chí tôi còn không biết sao trả lời được. Hỏi anh là chụp khẩu mấy vậy, chụp tốc độ bao nhiêu, ISO bao nhiêu vậy, thì bạn tôi chả nhớ đâu, tại vì trong khi tôi làm việc các bạn, tôi rất là bận tâm đến vấn đề nội dung của mình. Và nhưng mà tôi hiểu những ý nghĩa, những cái thông số đó, và tôi set thật nhanh tức thời để thỏa mãn cái nội dung tôi muốn làm. Còn nếu tôi muốn phải biết tôi chụp khẩu máy, tóc máy, ISO thì tôi mở computer tôi coi, tôi biết liền, mà tôi biết cái hình chi. Cái chính là thế này, khi tôi chụp một cái hình đó và tôi thấy đằng dung, đằng sau nội dung của tôi mà có một sự, có một cái chủ đề tôi không thích, thì tôi cứ cái việc mở khẩu và tôi ước lượng, tôi làm quen rồi, và tới cái việc làm cách hồn nhiên, rồi tôi làm việc về kỹ thuật để đạt được cái nội dung tôi mong muốn, tôi không bận tâm cái đó. Cho nên nó, cái chuyện nó cũng tương tự cái chuyện như bạn hỏi tôi máy crop hay full frame, thì tôi cũng chẳng bận tâm, tại vì bây giờ bận máy gì cũng được trơn. Tại vì tôi nhìn vô, ok, đây là cái nội dung mình muốn đây. Tôi không có hỏi mình là máy mình đang là crop hay là full frame. Tôi hỏi là đây là cái nội dung tôi muốn chụp. Và tôi không bận tâm chuyện đó. Và nó đạt được cái ý đồ của tôi là tôi chụp. Thì bây giờ khi mà các bạn đặt câu hỏi với tôi thì chỉ là chuyện sau đây là cái máy đầu tiên tôi chụp digital là cái máy crop. Và không những thế, cái tiêu cự ống kính nó còn khủng hoảng nữa. Và chụp hai khẩu nữa. rất nhiều cái mà ngày nay các bạn biểu môi chọc quê tôi là trời nhiều cổ lỗ gì trời. Nhưng mà tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền như một người chụp ảnh thương mại, thương chuyên nghiệp kiếm tiền mà. Và không phải riêng gì tôi, nhiều photographer cũng vậy, vì cái hoàn cảnh nhiếp ảnh lúc đó chỉ có vậy thôi. Cho nên không ngờ cái đó là một cái yếu tố làm tôi appreciate, tức là yêu nhiếp ảnh một cách đúng theo cái chiều của mình hơn, tôi tập trung vào nhiếp ảnh nhiều hơn. Cho nên là bạn chơi nhiếp ảnh thì mà không nên bận tâm cái đó. Như vậy thì câu trả lời như thế nào bây giờ cho đúng đắn thì tôi nghĩ nếu bạn có khả năng thì bạn nên mua máy full frame. Cái đó là khả năng, có khả năng, cái mà là bạn bắt buộc phải mua. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ nhì, theo như tôi biết, hình như là thị trường bây giờ các nhà sản xuất họ có khuynh hướng đi về cái chiều hướng full frame nhiều. Cho nên là làm như crop là một cái lỗi không bằng vậy đó. Tôi nói không phải, tùy theo em chơi thôi. Cho nên nếu mình có khả năng thì mình sắm những cái gì mà nó dễ làm. Thì tự nhiên cho bạn, nhưng mà mua cái máy crop thì tự nhiên giờ tôi hỏi anh bán cung kính này vô thành tiêu cỡ bao nhiêu, tôi làm toán nhân trong đầu tôi hiểu ra này, thì bà có thể nhìn cho cái LCD bằng ước lượng, ok vậy đâu được rồi. Còn cái chuyện mà bạn xâm vô từng cái pixel mà bạn soi bị noi bị gì tôi không biết, cái chuyện đó tôi không quá bận tâm.
chứ không quá bận tâm chuyện đó, tại vì chúng tôi yêu nhiếp ảnh, chúng tôi cũng yêu công nghệ. Nói vậy thì có nhiều nhà sản xuất sẽ không có happy cho lắm, nhưng đó là tôi. Ok, so câu trả lời là như vậy, thì nên chơi máy full frame, nên, nhưng phải là bắt, nên chơi máy full frame. Xin cảm ơn các bạn.